quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe thông điệp của đơn vị Đồng Tháp vừa gửi đến chúng ta là hòa giải là phải thành công. Đây là một cái điều mà nhắc nhở tất cả các hòa giải viên và mọi người chúng ta cùng lắng nghe và cùng san sẻ điều này với các hòa giải viên. Và qua vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là tỉnh Đồng Tháp vừa giới thiệu với chúng ta những cái đặc sản của Đồng Tháp. Và trong phần thi giới thiệu thì toàn thể quý vị, chúng ta lại thấy được mỗi hương sắc, mỗi nét riêng của các đơn vị ở trên sân khấu này. Và ngay sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng theo dõi phần thi giới thiệu của đơn vị đến từ tỉnh Bình Phước. Wow, tới thành phố Tây Ninh rồi. Mọi người ơi, wow, thành phố Tây Ninh đẹp quá. Hòa giải viên tỉnh Bình Phước xin chào hòa giải viên các tỉnh thành bạn. Và đặc biệt xin kính chào các bạn hòa giải viên của tỉnh Tây Ninh. Yeah, Tây Ninh lòng vui phơi phới, ghé nước Tân Châu, bến cầu sáng dương tầm cao, đến Tân Biên Châu thành thương nhớ ghé thăm Gò Dầu. Thành phố nay quá nhiều đổi thay, chứng minh châu hoài hùng xưa, trang hoàng hoa đang thắm đượm tình quê. Xin hân hoan chào mừng hội thi hòa giải viên. Thành viên đến từ tỉnh Bình Phước của chúng tôi đã đến đây rồi. Kính chào ban tổ chức, ban giám khảo cùng quý vị đại biểu. Rồi nhanh giới thiệu tên của đội mình. Kia là bạn Thanh Bình, còn đây là Tạ Thúy. Đứng bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp tên là Hồng Nhung. Tôi tên là Ngọc Hiệp, bạn tôi là Nguyễn Diễn. Cạnh bên là Đình Tùng, Lâm Sarin, còn đây là Hạnh Phúc. Hôm nay vui mừng hội ngộ cùng nhau, cùng nhau học hỏi thi tài góp sức mình cho hội thi. Quyết tâm Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam. Bình Phước năng động, sáng tạo, phát triển, bền vững. Kính thưa quý vị, tỉnh Bình Phước được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1997. Tỉnh có 11 huyện thị thành phố với 111 xã phường thị trấn. Hoạt động hòa giải ở cơ sở là một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, mang đậm tính nhân văn, tất cả vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và thượng tôn pháp luật. Góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước. Và trong công tác hòa giải, phải kể đến một phần đóng góp của những người làm công tác tư pháp. Hiện tại, toàn tỉnh có 846 tổ hòa giải với 5.383 hòa giải viên được công nhận theo quy định của pháp luật. Trong đó, có 940 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số. Tôi làm hòa giải từ lâu, đầu thơm vui sớm đâu đâu cũng thường nhịp cầu. Kết nối là phương châm, nối lên tình nghĩa bền lâu cho đời. Hợp tan tình nghĩa vợ chồng, chưa gặp tôi rồi á. Địa bàn dân cư đông đúc, ta nói xung đột hiềm khích không vui. Nhà gần không nói một câu, gặp vui hòa giải chia đôi tiếng chồng. Và trong 10 năm triển khai luật hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải viên của tỉnh Bình Phước đã thụ lý 13.157 vụ việc. Trong đó đã hòa giải thành được 8.456 vụ việc, hòa giải không thành 4.961 vụ việc. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt trung bình trên 65%. Đã giải quyết kịp thời những mâu thuẫn xích mích, xây dựng
thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các hộ dân trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp kéo dài, tiết kiệm được thời gian, kinh phí cho nhà nước và nhân dân. Bao năm em đường làm hoa giải viên, dân yêu dân mới có nhiều thích hơn. Thu pháp vô tư cùng còn ghi nhớ, những xây lượng pháp đẹp đó hoa đời, những xây lượng pháp đẹp đó hoa đời. Hoa giải cho đoàn kết, hoa giải cho tốt đẹp, hoa giải nối nhịp cầu, hoa giải cùng tiến bộ, hoa giải phải thành công. Và phần thi tự giới thiệu của đơn vị tỉnh Bình Phước đến đây là kết thúc. Một lần nữa, thay mặt cho đội dự thi, xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo, ban tổ chức sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp.